Nói mình đi toàn rồi đó hả? Ui nhanh thiệt luôn á. Canh canh mai mai đó mà chị. Từng cho qua nhanh canh về. À mà chị à, chị đi khám được nửa tháng rồi nhanh gì à, thì ủa hôm qua gọi chị cũng có gọi lại à, tối về nhắn tin kêu sáng mà có việc đột xuất hẹn qua trưa. Rất hợp với lại bài hát anh cứ hẹn nhưng mà anh đừng tới nhé, đúng không? Hình nhất chấp nặng ai biết rồi chứ đâu. Nhảy tưng tưng trong đó em, gọi là nhảy tưng tưng luôn ấy, đúng hướng luôn. Quay đi rồi ra ngoài hiền diệu, hôm nay sáng tạo gì vậy sao? Khóc, khóc mà da nãi luôn. Tiếng nữa là thảo bố cũng biết tiếng đấy đó. Màu có. Đến lớn rồi mức độ tim giãn ra không có như hồi trước mà tim một lần tim hai mũi luôn kìa. Chị Hà ngoài nhà toàn double hai mũi không. Thế là cái đó là tim trạm xá. Chị là tim dịch vụ xá này, tim mũi phế cầu cho ông hết 1.3 triệu nè. Lúc tới tiền vui dễ sợ. Nó 1.3 triệu ngẩn tà tài. Đúng rồi. Cái là tưởng lớn rồi kìa. Là hết gói rồi, là nó không có nhắn tiền nữa. Cho anh em mà cô nó mà tới tới á quay video ấy thì kêu vậy là còn không quay á thì thôi. Hồi trước là có quay đó. Bên đây là bên mô chị nói thằng cô nó kia cô mà con của cái bà mà hẹn nhưng mà không tới. Chị nghĩ là có quay sống em lắm
mấy phút rồi. Tôi cao à? Xong rồi em, anh vô em làm bên đây nè. Cứ tiếp đi. Hai mỹ thôi. Cái ổ 20 giây đang lâu lắm. 20 giây xanh đã là một cái gì? Cái ổ 20 giây đang muốn lao kinh.